Gia đình á, 4-5 người á, cái nó tận tiện đi dài 2-3 năm cái về cất cái nhà được rồi. Để quay cái này cái chút nữa vô bờ, lên bờ luôn. Ở đây gần bờ phải không? Hôm nay được cảnh đổ dến rồi đó nha bà con. Hồi nửa tháng trước tôi đi xuống đây là đồng thấy còn cỏ xanh hết. Và bữa nay xuống là nước trắng đó, cá gì li ti không gì trời. Lục ngập tới mà người ta bơi xuồng lên gần tới chợ Cái Me luôn á. Tới mùa nước mấy mấy người ta đi giăng câu bắt cá nè, người ta bơi vô. Còn bây giờ nó đổ đất đổ gì ấy hết rồi, nó còn không có nước nữa. Thấy vậy với đi Bình Dương nó chắc ăn hơn. Còn tông hả? Ấy sao không? Nguyên bầy luôn hả? Nguyên bầy lồng tông luôn nè. Con lương con nữa nè. Lồng tay cũng lồng tông này để riêng nè. Cái lạc chiên bột. Được nguyên bầy lồng tông à. Cá linh nè, cá linh cũng bự rồi, cá linh đi. Được có cá kê kho, kho tiêu được nè. Đi đâu nữa? Ngập hả? Nó bị ngập hả? Wow. Tụi con đi Bình Dương hết mấy năm? Lúc đó chú vô đây toàn là thấy ông già không hả? Sao đặc biệt cái dến này nó nhiều hơn người ta? Hôm qua đặt á, hôm qua đặt nó chạy. Cá ủ nước mắm mà chết cũng không sao. Nó còn con cá chốt con cái lâm kia.
thao cá lồng tông luôn nè bà con. À, cá này mà lăn bột chiên là hết sảy luôn, cuốn bánh tráng này nọ. Kiếm mớ bún nữa. Cá lồng tông này bán được không ta? Mình phải lặt. Cá nhiều quá, ai rảnh đâu lặt. Thôi cảm ơn tụi con nha. Chú lên luôn. Cá lồng tông không à, hay về về lặt mệt nghỉ luôn à. Quá quá trời con lươn này chú. Rồi cá lồng tông không rồi nè, nó còn rồi rối rồi chiên bột một cái. Ngon. Chiên bột một cái không nói gì ngồi lặt. Có gì chứ cũng mau. Liên ti vậy, để lấy cái túi nặng lên luôn. À rồi. Tiếp còn tôi lên nước ăn bụng vô bộ chơi. Nắm gì mà nó lên. Em lên này đi tiếp hả? Thao cá lồng tông đó con lý. Thứ sáu chị. Rồi. Đi dở hai cái dến rồi 40 lú là được bao nhiêu cá nè. Còn cái này là cá lồng tông không rồi nè, nguyên bầy lồng tông luôn. Cái này cá lồng tông nhiều nè. Con cá chê nè.
Giờ lòng tông nó ngồi lửa ra hả? Con mèo sao rồi? Ông này ông lựa cá lồng tông cho đủ đủ để chiên lông bột chiên rồi nha. Cái này lửa rồi đó hả? Ừ, lửa rồi đó. Nãy bà ba mua không bán cho bà, cho gần đi. Bố phẩm cái gì hả? Còn đâu nữa gì trời? Để bà nói đi mẹ ơi. Làm dần dần ai mà cho nổi. Bà quên nó đi là bà chịu nổi. Linh nè. Sao không? Ai tan thì vợ nghiệp bằng cho. Không. Cá sạc. Bà hỏi nghe cần cái nhiêu con nói 20 cái bên Google có đi ai biết. Bà nói con nó có mối rồi bà vô học mẹ kìa. Ờ thì lửa cũng có người ta mua. Bà mua con chạy vô nó có chặt nhiều. Đi cho bà gần khả đi khỏi ấy. Hỏi con kêu bà. Bà đi ngoài.